Dạ vâng, thưa anh, là ngày hôm nay mưa rông sẽ xuất hiện ở cả ba miền đất nước và không mấy thuận lợi cho các hoạt động vui chơi ngoài trời ạ. Thưa quý vị, nếu như ngày hôm qua mưa tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi thì sang ngày hôm nay, nhiều nơi ở khu vực đồng bằng cũng sẽ có mưa rông. Mưa trên diện rộng với lượng mưa phổ biến là từ 40 đến 80 mm, có nơi mưa rất to trên 100 mm. Bà con cần đề phòng với lũ quét và đặc biệt là sạt lở đất cục bộ. Với khu vực miền Trung, những cơn mưa chủ yếu xảy ra vào buổi chiều. Riêng tại Thanh Hóa, Vinh thì mưa xảy ra ngắt quãng cả ngày nên không khí khá là dịu mát, không nơi nào vượt quá ngưỡng là 32 độ. Các thành phố như là Đồng Hới xuống tới Phan Thiết thì ngày vẫn có khoảng nắng, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng là từ 33 cho tới 34 độ. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo cũng có mưa dông vào ngày hôm nay. Một số nơi như là Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang thì có thể có mưa từ sáng sớm. Đến trưa và chiều thì vùng mưa mở rộng khắp cả Nam Bộ và cả Tây Nguyên. Có nơi sẽ có mưa vừa, mưa to, đề phòng với nguy cơ ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp và khu đô thị. Trong cơn dông thì tiềm ẩn nguy cơ về sấm sét và gió giật mạnh. Vừa rồi đã là những thông tin thời tiết đáng chú ý và tôi còn quay trở lại ở phần sau của chương trình. Ngay sau đây thì chúng ta cùng quay trở lại với trường quay thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng, khu vực cần đáng chú ý nhất là vùng núi Bắc Bộ anh chị ạ. Do ở đây tiếp tục có mưa dông trên diện rộng vào hôm nay, lượng mưa sẽ phổ biến là từ 40 đến 80 mm, có nơi sẽ mưa rất to trên 100 mm. Mưa có thể kéo dài sang cả chủ nhật. Ngoài dông sét thì cần đề phòng với sạt lở đất cục bộ ở vùng núi. Không chỉ người dân sinh sống ở các sườn đồi núi mà người lái xe trên các cung đường đèo núi cũng phải hết sức cảnh giác. Nhiều đoạn đường quanh co nên khi có sạt lở thì càng nguy hiểm. Quý vị hãy đi chậm, quan sát kỹ các dấu hiệu như là đất đá lăn xuống đường hay các vết nứt để đánh giá mức độ an toàn. Với đoạn đường đèo dốc cua liên tục thì đường xấu nên đi theo vệt bánh xe trước để giảm thiểu rủi ro. Dự báo mưa còn xảy ra trong chiều nay ở hầu khắp các tỉnh thành miền Trung. Trong đó từ Thanh Hóa có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to. Các nơi khác thì hầu hết có mưa rào ngắt quãng. Mưa không quá lớn nhưng quý vị vẫn cần đề phòng với sấm sét và gió giật mạnh. Còn buổi sáng và trưa thì có khoảng tạm giảm mưa. Các thành phố như là Thanh Hóa, Vinh thì trời vẫn âm u nên nhiệt độ sẽ không nơi nào vượt quá 32 độ. Đồng Hới và Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang và Phan Thiết thì có nắng nên nhiệt độ sẽ cao hơn hẳn, dao động trong khoảng là 33 đến 34 độ. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo cũng có mưa dông trong ngày hôm nay. Mưa tập trung chủ yếu về chiều đến tối có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to, đề phòng với ngập úng cục bộ ở các vùng trũng thấp hay là khu đô thị. Trong cơn dông thì tiềm ẩn nguy cơ là sấm sét và gió giật mạnh. Về nhiệt độ thì trong ngày ở Tây Nguyên phổ biến trong khoảng là 27 đến 30 độ. Còn với Nam Bộ thì quý vị sẽ cảm thấy nóng hơn với mức nhiệt là 30 đến 33 độ. Chuyển sang thông tin thời tiết biển. Ngoài khơi, hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa tiếp tục cảnh báo sẽ có mưa dông, kèm với nguy cơ về lốc xoáy trong ngày hôm nay. Riêng huyện đảo Trường Sa còn có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Vừa rồi đã là những thông tin thời tiết đáng chú ý tôi muốn gửi tới quý vị. Và ngay sau đây chúng ta cùng quay trở lại với trường quay thành phố Hồ Chí Minh.